Rồi, hello, xin chào cô chú đã trở lại với video của em nha. Giờ để trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh, cái chữ đỏ ở phía góc màn hình của cô chú anh chị nha. Để khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi. Đó, thì hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị là con bò đực này nha. Đó, thì xin nói với cô chú anh chị luôn là con bò đực này á thì nó lớn bò rồi nha, nó qua cái mức lỡ luôn rồi. Và có nghĩa là con bò này nó tầm khoảng 160-170 thịt tuột á, nó lớn bò lắm rồi. Cho nên là em thì em cũng tính đem con bò này về thì em dỗ. Thì con bò này thì mình dỗ nó sẽ còn đường lên nhiều lắm nha. Nó con bò này rất là đẹp bò. Giờ em đăng lên cho cô chú anh chị nào nếu thấy có muốn mua bò lớn cỡ này thì em chia lại cho. Chứ còn thật ra cái bò này thì em cũng muốn đem về em dỗ. Đó. Thì đăng lên thì nếu mà cô chú anh chị nào thấy ưng á, thì em chia lại cho, chứ cái con bò này nó là con bò lớn bò rồi, 160-170 thịt đồ rồi đó. Chân to thấy không, da thì da mỏng đó, lông sát rạc da mỏng nha đó. Bò này rất là lớn bò rồi. Đó. Con bò này nếu anh vô chú anh chị nào ưng thì em sẽ để lại, em chia lại cho cái giá là 34.500 nha. Đó. Trăm nằm khoảng 160-170 đổ lại, không không nữa. Đó. Thì cái này con này á, thì nếu mà đánh phủ phê gì á, thì nó cũng được 165 á, cho phủ đi, còn nó 170 thì nó cũng hơi yếu yếu một chút nha. Đó. Cái này tại vì con bò này á, thì thật ra là nó lớn tàn lớn xương nhưng mà nó còn đường lên nữa. Con này có thể nuôi lên tới chừng sức khoảng 60 được đó. Đó, tại vì nó còn đường lên, xương sóc nó còn to, con bò này còn tơ bò nữa nè, còn non bò lắm đó, chứ không phải già bò đâu. Rồi mà cái clip này em đăng con này xin giới thiệu với cô chú clip sau của em là con bò cái Angus. Đó, anh gút tơ đó, chữa 7 tháng đó. Rồi xin cô chú anh chị nào muốn xem thì hãy nhớ đăng ký kênh của em, để khi mà em lên cái clip kia thì clip sau nữa thì bên mạng nó sẽ thông báo cho cô chú anh chị để xem nha, mà hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền đâu cô chú anh chị. Đó, lưng về rồi đó, lưng nè. Rồi, con bò này em phải đứng, em đứng em phải chồm nha, nó cao lắm. Rồi, xin chào cô chú anh chị, mọi chi tiết xin liên hệ 0378 224 523 nha. Rồi, 34.500. Rồi, và clip sau của em là cái con bò Angus tơ chữa 7 tháng, mời cô chú anh chị theo dõi clip của em nha. Rồi, chào cô chú chị.